Ok, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em quay trở lại với video tiếp theo của mình. Thì mình là Sơn Sơn đây. Ok. Thì trong video lần này mình lại tiếp tục mang đến cho anh em một chiếc X-Men với là một bản độ hoàn toàn mới, một cái phong cách độ rất là khác những cái con xe mà mình đã từng review á. Thì bây giờ mình sẽ gọi là review sơ qua cho anh em nhé. Đi thôi. Các anh em thì trước mắt các anh em là một chiếc X-Men độ theo một cái phong cách gọi là rất là phân khối lớn đấy. Thì sau đây tôi sẽ giới thiệu cho các anh em về chiếc xe này. Thì lấy ý tưởng từ bộ tem của Ducati, thì bạn chủ xe bạn ấy đã thiết kế một bộ tem cho xe là dựa trên ý tưởng là Ducati. Đấy, tem của Ducati nhá. Nhưng mà bạn ấy đã thay đổi màu là tông màu nền trắng chữ hồng nhá. Đây. Đây, nền trắng chữ hồng này. Đấy. Nhìn rất là đẹp, rất là kiểu mềm mại, kiểu hồng nam tính nhá, chứ không phải hồng nữ tính đấy. Thì tôi sẽ quay cho anh em xem một vòng này. Đấy, chủ xe là một người thích màu hồng, cái sự giả dối nhá. Đấy, ok. Thì bắt đầu từ phần đằng trước thì chủ xe có sơn mâm màu xanh nõn chuối này, một quả tên lửa lắp vào chân van này, phuộc thì là phuộc zin nhá. Còn về phần đèn này, đèn thì chủ xe đã sơn cái phần đèn này đi để che đi, không bật đèn được nữa. Không biết chủ xe có cái gọi là suy nghĩ gì mà làm như vậy, và dán rất là nhiều đèn tem rời của Olin nhá. Đấy, tiếp theo đó là chủ xe lên một gọi là cặp Audi A9 này. Đấy, một cặp Audi A9 của Exeter chế vào này. Đấy, hai bên này. Đấy, bên trên thì chủ xe có lắp một cái đèn này. Đèn này gọi là đèn mắt mèo. Đấy, nhưng mà thực ra nó là đèn của X150, nhưng mà được đục khoét lại và nhét hai quả gọi là U7 vào này. Đấy, và bắn vào đó là một chiếc khẩu trang màu xanh này, khẩu trang rõ mõm này. Trên là một chiếc màu của Exeter 150 màu vàng này, và bắn vào đó là một chiếc màu của Lvik này. Đấy, đây là tem của club này, tem trên tem dưới này. Đấy, tiếp theo là phần bàn thờ. Về phần bàn thờ thì đập vào mắt chúng ta là một bộ ghi đông Mossy màu xanh này. Ở bên phải của ghi đông thì chủ xe lắp một chiếc gương của Rizoma phun vàng này. Bên trái thì là một quả L6X này. Đấy, quả này thì cho hiệu suất sáng rất là sáng này. Còn ở bên cạnh này thì cũng không có nhiều đồ lắm, thì cũng chỉ có một cùm công tắc gọi là 5 số này, 5 nút này. Đấy, để bật tắt đèn thôi chứ không có gì. Tay phanh với là tay ga thì là tay phanh tay ga zin nhá. Đấy, còn bên này cũng thế này. Đấy, chủ xe có lắp thêm mấy cái đồ trang trí gọi là linh tinh ở đây thôi. Ở đây thì lắp thêm một cái giá móc đồ tiện CNC màu vàng này. Đấy, đây là một cái tem logo của 34 nhá. Đấy, xe điện của 34 này. Ở dưới này thì chân trống thì chủ xe đã thay chân trống zin bằng một cái chân trống tiện CNC. Tôi không biết màu là của nó là màu gì, nhưng mà cái này là chủ xe đã sơn lại màu xanh nõn chuối này. Đấy, cái này có thể tăng chỉnh được gọi là kích cỡ này. Đấy, còn về phần đằng sau thì cũng không có quá là nhiều đồ. Thì gọi là điểm nhấn của cái phần đằng sau này đó chính là một chiếc phuộc
phục sau Olin nhá. Đấy, phục đơn Olin này. Nhắn đi Olin này. Đấy. Phục này thì cho độ nhún rất là ok này. Còn chắn bùn sau thì chủ xe đã tháo ra để cho nó hở mông ra này. Đấy, hở mông xe này. Vành thì vẫn là vành màu xanh nõn chuối này. Ở đây chủ xe có bắn thêm một chiếc gọi là đề can, à một miếng cái miếng một cái miếng nhựa. Một cái miếng nhựa để chắn bùn này, chắn bùn cho nó khỏi văng vào phuộc này. Đấy, biển thì là biển gập vào trong kiểu phân khối lớn này. 89MD1 nhá. 19867 này. Đấy. Đây là một đôi gọi là xi nhan cúp áo này. Đấy. Còn ở sâu trong này là chủ xe có lắp thêm một cái gọi là đèn cúp áo, đèn này như là màu tím vậy phải. Đó. Bên cạnh đó là một đôi bolide này. Đấy. Còn ở trên này thì cũng không có gì đặc biệt cả, thì chủ xe cái cảng sau này thì chủ xe đã cắt phần giữa này để cho nó hai cái cảng hai bên này. Đấy. Còn bên cạnh sườn thì là đây là một đôi để chân. Để chân này có cái điểm đặc biệt là đây không phải là để chân của nó, mà là chủ xe tháo để chân zin ra và lắp cái để chân này. Là đây là một trong số 5 cái khúc của một bộ ghi đông nhá. Đấy. Một trong 5 khúc của một bộ ghi đông này. Đấy các bạn thấy chưa? Đây. Moxi này, đấy, rất ăn chơi, lấy hẳn ghi đông Moxi ra để làm để chân luôn. Đó thì tổng thể chiếc xe là như vậy, thì cũng có một số đồ chơi như vậy thôi. Thì vừa rồi mình đã giới thiệu sơ qua cho anh em về gọi là tổng thể chiếc xe và những cái món đồ chơi mà chủ xe đã độ trên xe. Thì mọi người hãy theo dõi và ủng hộ mình bằng cách là xem, like và chia sẻ và đăng ký kênh để mình có động lực để làm về những cái chiếc xe tiếp theo và những cái gọi là hướng dẫn anh em về các cái cách độ tiếp theo nhá. Bye bye anh em.